Vâng ạ, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục học trong chương trình series video nói về các cái chiến lược và lập kế hoạch khuyến mại để giúp cho các nhà bán lẻ cũng như là những người làm kinh doanh có thể thực thi các cái chiến dịch khuyến mại một cách hấp dẫn nhất, thu hút các cái khách hàng nhất. Ok. Và bài học hôm nay tôi sẽ nói về một số những cái khái niệm, những cái ý tưởng cho một cái chương trình khuyến mại như thế nào gọi là hiệu quả. Vâng. Làm thế nào một chương trình khuyến mại sẽ được đánh giá là hiệu quả, đúng không ạ? Thì các ý tưởng tôi đưa ra đấy là các anh chị cần phải thực hiện như sau, mang tính tham khảo. Thứ nhất là chương trình khuyến mại của anh chị thì phải là sốc, độc lạ, mới mẻ, thú vị, càng có cái tính sáng tạo càng tốt, được chưa ạ? Vâng, thế thì cái chương trình khuyến mại thì quanh đi quanh lại nó cũng là giảm giá thôi, nhưng mà cách làm như thế nào để làm sao cho nó thấy thú vị, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là trước đây tôi có làm cho một cái chương trình khuyến mại là uống 1 lít bia tặng 1 lít xăng. Thì mọi người thấy không ạ, cái khái niệm là 1 lít bia với 1 lít xăng là một khái niệm về mặt dung tích nó sẽ bằng nhau. Thế nhưng mà 1 lít bia Đức các bạn uống giá nó khoảng 150.000, nhưng mà 1 lít xăng chỉ có là 15.000 thôi. Như vậy thực ra về mặt giá trị khuyến mại là chỉ tương ứng với 15%. Thế nhưng mà khách hàng người ta thấy là uống 1 lít bia tặng 1 lít xăng, người ta thấy nó bằng nhau, cùng là đơn vị lít, và người ta thấy cũng rất là lạ, đúng không ạ? Đi uống bia là tặng xăng, bình thường uống bia là tặng mồi nhậu, tặng cái này tặng cái khác. Nhưng mà ý tôi muốn nói là sẽ sốc, độc lạ, mới mẻ, thú vị, hấp dẫn là theo cái cách như vậy, được chưa? Ý thứ hai nữa là chúng ta cũng phải quan tâm đến chuyện là ăn theo các cái xu hướng về khuyến mại một cách nhanh nhạy và tinh tế, cũng như là về tích cực, đúng không ạ? Ví dụ như là cái chương trình U23 Việt Nam vừa qua, U23 Việt Nam của chúng ta chiến thắng, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tung ra các chương trình khuyến mại như là cứ một quả penalty thì tôi giảm giá từng này phần trăm, hay là ghi bàn tỷ số bao nhiêu thì tôi sẽ giảm giá từng này phần trăm, hay là khuyến mại cho các tên giống các tên cầu thủ đó. Đấy chính là cái tôi gọi nó là khuyến mại ăn theo các cái trending một cách rất là nhanh nhạy và tinh tế, được chưa? Khuyến mại thì chúng ta cũng có thể học hỏi và áp dụng và đổi mới để làm sao mà chúng ta luôn luôn làm gì ạ? Bình cũ cũng được, phải rượu mới, đúng không ạ? Rượu cũ cũng được nhưng phải bình mới. Đấy là cách mà chúng ta sẽ làm các cái chương trình khuyến mại của chúng ta, thấy chưa? Và ý thứ tư tôi muốn trình bày nữa đó chính là chúng ta cần phải có kế hoạch trước, có cái sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Thì cái việc chuẩn bị như thế nào tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Chúng ta ra chương trình, chúng ta lập kế hoạch, chúng ta làm vào file Excel, chúng ta làm truyền thông cho cái chương trình khuyến mại của chúng ta, vân vân. Chúng ta đào tạo nhân sự, đấy là cái tôi muốn nói là có kế hoạch trước, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chương trình cũng như là các cái cách thức thông báo, được chưa? Tiếp tục đến là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu kỹ về khách hàng, về tâm lý mua hàng, hành vi mua hàng và cái thói quen của khách hàng dựa trên lịch sử, và chúng ta đưa ra các mục tiêu tiếp cận với những khách hàng mới, được chưa? Tiếp tục đến là chúng ta cũng cần phải có những kế hoạch kết hợp với những cái chương trình cũng như là chiến lược và upselling, cross-selling, đúng không ạ? Hay là những cái cách thức kết hợp với các cái đối tác để chúng ta vận dụng khách hàng. Ví dụ như chúng ta tạo ra một cái phễu bán hàng là một chương trình khuyến mại, đó là chúng ta dạy free cho khách hàng. Thế thì khách hàng đến rồi thì cái data của họ chúng ta làm gì, đúng không ạ? Chúng ta gửi email như thế nào, chúng ta telesale như nào, chúng ta gửi SMS như thế nào, sau khi họ đến rồi làm thế nào để họ chuyển đổi thành người mua. Thì luôn luôn có những cái chương trình chúng ta phải follow khách hàng, take care khách hàng sau đó làm sao cho tốt nhất, được chưa ạ? Vâng. Tiếp tục đấy là chúng ta cũng phải có những cái chương trình khuyến mại mang tính chủ chốt, mang tính kiểu như là tuyệt chiêu độc đáo của riêng mình vào hàng tháng hoặc là hàng quý, đúng không ạ? Để cho khách hàng người ta phải chờ đợi móng trông ngóng cái chương trình của các bạn, đúng không ạ? Thí dụ như chúng tôi có cái chương trình đổi giày cũ lấy giày mới chẳng hạn đấy, thì một năm cái chuỗi của chúng tôi thì sẽ có 2 cái ngày khuyến mại vào cái vụ xuân hè và cái vụ thu đông. Mỗi một cái đợt đấy chúng tôi khuyến mại khoảng 2-3 ngày, đổi giày cũ lấy giày mới, thì khách hàng của chúng tôi rất là trông đợi vào cái chương trình như vậy, bởi vì họ thực sự được lợi và họ cảm thấy rất là thích thú với cái chương trình khuyến mại của nhà bán lẻ, của thương hiệu, được chưa ạ? Vâng, ý tôi là như vậy. Các bạn có thể là sẽ phải bán được nhiều hàng hơn, tiếp cận được thêm các khách hàng mới, tăng trưởng được doanh số, có được lợi nhuận, đúng không? Kiểm soát được chi phí, đem được lợi nhuận về hoặc ít nhất là hòa vốn cho các nhà bán buôn, cho các nhà bán lẻ, thì chúng ta mới được gọi là chương trình thành công.
là chúng ta đặt ra các cái target, tức là các mục tiêu, và chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Chứ còn nếu mà chúng ta đặt mục tiêu cao quá mà chúng ta không đạt được, hoặc đặt mục tiêu thấp quá mà chúng ta cũng không đạt được nữa, thì cũng sẽ là một cái chương trình không thành công, hoặc là chi phí quá cao mà trong khi đó doanh thu cũng không đạt được, có đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đưa ra các cái KPI target cụ thể và chúng ta đạt được nó hoặc là vượt được nó là điều tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng phải đo lường các cái chỉ số hiệu quả mà chúng ta đề ra trong các cái chương trình của chúng ta đó. Ví dụ như là bao nhiêu khách hàng mới, bao nhiêu khách hàng cũ, doanh thu trên từng khách hàng, trên từng điểm bán như thế nào. Với một cái cách tiếp cận như vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận được là một cái chiến dịch của chúng ta có hiệu quả hay không. Và chúng ta cũng có thể xem thêm những cái video nói về cái việc đo lường cái chiến dịch hiệu quả sau đó, được chưa ạ? Vâng, thế thì một cái chiến dịch khuyến mại được đánh giá là hiệu quả dựa trên các cái yếu tố như vậy, và quan trọng nhất đó là doanh số, đó là lợi nhuận và kiểm soát chi phí và sự hài lòng của khách hàng. Và một trong những cái phần nữa mà chúng ta cũng phải để ý đó là chúng ta phải kiểm soát rủi ro về truyền thông, vì bây giờ khủng hoảng truyền thông rất là nhiều, bởi vì khách hàng đến, đúng không ạ, họ thấy chúng ta treo đầu dê bán thịt chó thì họ sẽ có thể là sẽ không hài lòng, và chúng ta sẽ có thể là nhận được những cái phản hồi rất là tiêu cực, mặc dù ban đầu chúng ta đã dành tặng cho họ những cái cơ hội, những cái quà tặng rất là hấp dẫn. Chúng ta cần phải kiểm soát cái việc đó, phục vụ khách hàng và săn đón khách hàng, chăm sóc khách hàng sau đó một cách tốt nhất. Các bạn có thể áp dụng thêm các cái chương trình bán hàng, các cái cách thức chăm sóc khách hàng, các cách chốt sale bằng các cái khóa học khác của Phan Anh. Tôi có rất là nhiều các khóa học liên quan đến Facebook Marketing, làm SEO web, gửi email marketing, rồi thì khởi nghiệp, rồi thì Fashion Marketing, F&B Marketing, vân vân. Các cái chương trình đầu tư về coin và bitcoin vân vân thì chúng ta có thể tham khảo thêm nếu mà chúng ta phù hợp với, kết hợp với chương trình khuyến mại nữa, bởi vì hiện nay chúng ta phải kết hợp nhiều thứ với nhau mới được, được chưa? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chúc các anh chị làm cho mình các cái chương trình khuyến mại thành công hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.